khám phá một cái mẫu xe đỉnh cao với thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và không để mất thời gian đêm thì tôi xin phép mở hai sản phẩm. Trong vòng 4 ngày thì phải đi hết 2.800 cây số trên đường cát. Sau khi chiếc Touring này là đi được một cái quãng đường suốt 4 ngày đêm và đi 2.800 cây số, không thay nhớt, không thay cấp cứu trên cái xe này. Những công nghệ mà CF đang sử dụng trong cái Touring này, thứ nhất là cái thôi, nó chỉ là Range Sport, sử dụng cơ là hiện nay là trên nền tảng là KTM, tức KTM tại Trung Quốc, cho nên là cái dòng xe này nó tương đồng với động cơ là 790 KTM. Đá pha đồ chơi, đá đá pha thì nha, đủ hai đèn cháy sáng ta, hai rát lên nè, à không rồi. Michael Slane.